Thần thoại Hy Lạp có kể lại rằng, bầu trời là một mái vòm khổng lồ bằng đồng, ngay bên dưới là một đỉnh núi Olympus được mây mù bao phủ để tránh con mắt tọc mạch của người trần mắt thịt, là nơi ngự trị của 12 vị thần toàn năng. Các vị thần buộc con người phải hiến dâng đức tin cho mình, nếu không, cơn thịnh nộ của thần thánh sẽ trút xuống thế gian. Từ trên đỉnh núi, các vị thần làm điều đó bằng cách nào? Thâu tóm năng lượng trong vũ trụ bằng một thứ quyền năng huyền bí, hay đơn giản là nhấn nút trên một cỗ máy tinh vi. Rất nhiều người đinh ninh rằng Olympus cũng giống như là Atlantis, chỉ tồn tại trong huyền thoại chứ không có thật. Đây là đỉnh núi cao nhất của Hy Lạp, nó là một phần của dãy núi Olympus, nằm trên biên giới giữa Thessaly và Macedonia. Đỉnh cao nhất ở đây là đỉnh núi mũi nhọn Mythikas với độ cao 2.917m so với mực nước biển. Đỉnh cao thứ hai là Skolio, cao 2.912m. Vậy sẽ thế nào nếu như những vị thần kia cũng có thật, hoặc ít nhất là đã từng thực sự hiện diện trên trái đất? Nếu vậy thì bản chất của họ là gì? Quyền năng thần thánh của họ đến từ đâu? Không phải phép thuật siêu nhiên, mà có khi nào chính là công nghệ hiện đại của một nền văn minh cực kỳ tiên tiến đến từ một nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ hay không? Hãy đến với thuyết âm mưu của ngày hôm nay. Các vị thần trên đỉnh Olympus có thể là những người ngoài hành tinh. Trong suốt một thời gian dài, các nhà sử học cho rằng những câu chuyện của người Hy Lạp cổ đại là thần thoại 100%. Thế nhưng rồi vào năm 1870, các nhà khảo cổ học đã khai quật được thành Troy. Cuộc chiến thành Troy tưởng như chỉ là truyền thuyết, hóa ra là có thật trong lịch sử. Tương tự, chúng ta có câu chuyện về vị thần Apollo và những lời sấm truyền nổi tiếng ở đền Delphi. Ngôi đền này cũng có thật, các nhà khoa học thậm chí đã tìm ra địa điểm chính xác của nó. Điều đó làm người ta băn khoăn, nếu như những câu chuyện thần thoại có một phần là sự thật, có khi nào những vị thần Olympus chính là những thực thể ngoài hành tinh đến trái đất này để tạo ảnh hưởng lên con người? Ngày xưa, nữ thần Gaia đã sinh ra các vị thần khổng lồ gọi là Titan. Vì có kích thước quá khổng lồ, họ đã dùng những ngọn núi ở Hy Lạp làm ngai vàng. Thế hệ sau của các Titan chính là những nhân vật mà sau này chúng ta gọi là chư thần trên đỉnh Olympus. Quá chán nản với sự thống trị độc đoán của bậc cha chú, các vị thần Olympus đã nổi loạn chống lại các Titan. Họ lấy đỉnh Olympus làm căn cứ chỉ huy chiến tranh. Còn thực địa nơi diễn ra các cuộc chiến là vùng đồng bằng nằm xen kẽ các ngọn núi. Và cuối cùng thì sau đó các vị thần Olympus đã giành chiến thắng. Từ đó, chúng ta được diện kiến 12 vị thần chính thống trên đỉnh Olympus, đó là Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Hestia, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus và Hermes. Tất nhiên là danh sách này có nhiều phiên bản khác nhau, thế nhưng luôn luôn là 12 vị thần tối cao cai trị nhân gian từ trên đỉnh Olympus. Trong trường thi Ilias, các vị thần ngự trị trong một tổ hợp cung điện kiên cố. Đỉnh Mythikas là nơi giống như đền Pantheon của người Hy Lạp cổ đại. Ở đó các vị thần nghị sự về những vấn đề quan trọng. Ngay bên dưới đỉnh núi là thành cổ, bên trong thành cổ là cung điện của các vị thần. Đó là những công trình được xây dựng bằng đá, nền bằng đồng, xung quanh là các sân lát vàng. Chính điện vừa là nơi họp hội đồng thần thánh, vừa là nơi tổ chức những bữa tiệc của các vị thần. Khi dự tiệc, các vị thần sẽ dùng thứ đồ ăn thức uống riêng được gọi là Ambrosia và mật ong. Những bức tường được mô tả là luôn lấp lánh ánh vàng bạc, lung linh như đá quý. Sẽ thế nào nếu chúng thật ra là như thế này? Câu chuyện chúng ta quen thuộc được kể lại thông qua thế giới quan của người Hy Lạp cổ đại, cho nên tràn ngập màu sắc thần thoại cổ tích. Bây giờ thì vẫn là câu chuyện ấy, chúng ta hãy mổ xẻ dưới một góc nhìn thực tế hơn. Những vị thần Olympus không gì khác là những thực thể khổng lồ đến từ bầu trời. Họ xuống trái đất và lập ra một căn cứ hoặc tổng hành dinh trên đỉnh Olympus, trong khi đỉnh Othi chính là tổng hành dinh của các Titan. Một cuộc chiến tổng lực giữa hai phe của người ngoài hành tinh nổ ra ngay trên trái đất. Phần thưởng chính là quyền kiểm soát hành tinh này. Như chúng ta đã biết, các vị thần Olympus đã thắng và giành quyền thống trị thế giới. Rất có khả năng họ đã tương tác trực tiếp với con người, nên người Hy Lạp cổ đại mới tin rằng các vị thần là những thực thể bằng xương bằng thịt. Thế nhưng thì những thực thể này đã làm gì trên trái đất? Có lẽ họ đã khai sáng cho người cổ đại bằng những tri thức và công nghệ tiên tiến hơn từ vũ trụ. Thế nhưng vẫn phải rất chậm rãi và từ tốn để cho phù hợp với trình độ của hành tinh muông muội này. Kể cả như vậy thì những người phàm đã nhầm lẫn khoa học của các vị thần là phép thuật vì nó vượt quá tầm hiểu biết của họ, hoặc là những người ngoài hành tinh này đã tìm cách lai giống với con người, thực hiện các thí nghiệm di truyền và lai tạo ra những sinh vật thần thoại. Đây là Pythagoras, một nhân vật khét tiếng trong giới học sinh của Việt Nam với định nghĩa mang tên của mình, có một câu chuyện như thế này. Một hôm cha của Pythagoras tìm thấy một đứa trẻ bơ vơ đang chằm chằm lên mặt trời. Ông bèn đặt tên cho đứa trẻ là Astraeus, nghĩa là đứa con của vì sao. Đứa trẻ đến làm người hầu và người học việc của Pythagoras. Như chúng ta biết, Pythagoras là một trong những nhà toán học, khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Thế nhưng sẽ thế nào nếu ông được tiếp thu những kiến thức tân tiến hơn từ những người học việc của mình?
Vậy là chúng ta có câu chuyện về đứa con của vì sao với quyền năng phi phàm và nguồn gốc bí ẩn. Có khi nào Astraeus chính là một trong những người ngoài hành tinh được gửi đến trái đất sớm nhất để thông qua Pythagoras định hình thế giới cổ đại? Hoặc Astraeus là sản phẩm lai tạo giữa hai thế giới nên mới có hình dáng giống như con người? Mọi thứ bắt đầu từ chính nơi này chăng? Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những cư dân Hy Lạp cổ đại thực sự đã leo lên đỉnh Olympus. Thế nhưng điều đó không hề hủy hoại niềm tin tôn giáo của họ và các vị thần. Mà ngược lại, những chuyến leo núi dần dần trở thành một phần của tôn giáo. Vượt ra khỏi phạm vi đức tin, những người Hy Lạp cổ đại thông thái nhất thậm chí đã có khái niệm mơ hồ về sự sống bên ngoài trái đất. Nhà triết học này tin rằng trái đất là một thực thể trôi nổi trong một khoảng trống vô tận, không gì nâng đỡ. Ông còn suy đoán nguồn gốc con người là từ các loài động vật sống trong nước. Còn hai nhà triết học này tin rằng vũ trụ sinh ra từ một vụ va chạm ngẫu nhiên giữa các nguyên tử. Họ thậm chí tiên đoán rằng trong vũ trụ tồn tại những thế giới khác, thế nhưng không có người ở. Sẽ rất thú vị nếu các vị có thể du hành đến tương lai 1.000 năm sau và gặp người đàn ông này. Vào năm 1963, nhà vật lý học thiên thể nghiên cứu kiểm tra chuẩn tinh CTA 102, nỗ lực đầu tiên của Liên Xô trong việc tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất. Vào năm 1964, ông đưa ra cái gọi là thang Kardashev, giải thích nôm na là thang đo mức độ tiên tiến của một nền văn minh dựa trên lượng nhiên liệu mà nền văn minh đó có thể kiểm soát và tiêu thụ. Ban đầu, Kardashev giới thiệu thang đo với 3 nấc. Nấc 1 là những nền văn minh có thể tận dụng hết năng lượng trên hành tinh của mình, nghĩa là bạn phải thu tất cả các năng lượng ánh sáng từ ngôi sao chủ đến hành tinh của mình. Ví dụ mỗi giây, trái đất nhận được năng lượng tương đương hàng trăm quả bom nguyên tử từ mặt trời. Loại 1 sẽ là sử dụng toàn bộ năng lượng này để xây dựng nền văn minh. Nấc thứ 2 là tiêu thụ tất cả những năng lượng ngôi sao trong hệ hành tinh của mình. Và nấc thứ 3 là tất cả năng lượng từ giải ngân hà chủ. Có rất nhiều ý kiến về việc nền văn minh của loài người hiện tại được xếp vào loại mấy, và nói bạn đừng buồn, con số được cho là hợp lý nhất chỉ là 0,7. Đúng, chúng ta còn chưa được xếp vào loại 1, tức là thấp nhất trên thang đo trình độ tiên tiến. Hãy tưởng tượng chúng ta sẽ đặt vô số vệ tinh khổng lồ trong không gian để thu năng lượng mặt trời rồi chiếu năng lượng đó xuống trái đất thông qua vi sóng. Ừ thì điều đó có thể đưa chúng ta lên thành nền văn minh loại 1, ý tưởng đó cũng sẽ được đưa ra và có tên hẳn hoi. Thế nhưng việc tạo ra một quả cầu Dyson như thế này là việc vượt quá khả năng của nhân loại. Chúng ta sẽ phải tân tiến thêm bao nhiêu nữa mới đạt đến trình độ này? Và đó mới chỉ là tưởng tượng ban đầu của Kardashev. Những nấc thang cao hơn lần lượt xuất hiện, nền văn minh loại 4 tận dụng tất cả năng lượng trong vũ trụ của mình. Loại 5 là toàn bộ năng lượng trong đa vũ trụ. Hầu hết mọi người sẽ không đi qua loại thứ 5 hoặc thậm chí là loại thứ 4. Thế nhưng thang 6 thì đã xuất hiện. Đó là nền văn minh thậm chí tồn tại bên ngoài thực tại. Nó có tất cả và trọn vẹn năng lượng trong đa vũ trụ và có thể nhào nặn không gian, thời gian và tất cả các định luật vật lý theo ý mình. Nếu như những nền văn minh từ 2 đến 5 vẫn còn nằm trong phạm vi đầu óc tưởng tượng của chúng ta, thì nền văn minh loại 6 chắc chắn là tầm cỡ thần thánh. Thế nhưng những cái đầu điên rồ nhất đã nghĩ đến loại thứ 7. Chúng ta có thể vượt qua các Universe, Multiverse và giờ tiến đến cái gọi là Omniverse hay toàn vũ trụ. Đó là tất cả mọi thứ, mọi cấu trúc, khái niệm, chiều không gian, mọi nền văn minh ở mọi cấp độ. Nói chung là mọi thứ đều nằm trong Omniverse. Chỉ có một Omniverse duy nhất, không ai có thể vượt qua được. Nếu nhân loại là 0,7, thì có khi nào trái đất từng đón những vị khách đến từ những nền văn minh loại 2, loại 3, thậm chí là loại 6 đến thăm hay không? Có khi nào các vị thần Hy Lạp thực chất là những người ngoài hành tinh sử dụng khoa học công nghệ để tạo ra những bản thể mang ý thức của mình? Họ bất tử và sống trong siêu vũ trụ của chính họ. Đỉnh Olympus ngày nay, ước tính mỗi năm có 10.000 người cố gắng chinh phục đỉnh núi của các chư thần. Thế nhưng phần lớn trong số đó chỉ đến được đỉnh cao thứ 2 của Scolio. Dù sao thì cũng chưa ai gặp thần thánh gì trên đó cả. Có lẽ các vị thần đã chuyển đến những hành tinh khác trong hệ mặt trời và truyền cảm hứng để người phàm trần đặt tên các hành tinh đó theo tên các vị thần. Hoặc là họ lại tiếp tục đến những thiên hà khác, vũ trụ khác hoặc đa vũ trụ khác và tiếp tục tạo nhào nặn những nền văn minh mới. Tất cả những điều này đương nhiên hoàn toàn là suy đoán của cái đầu giàu trí tưởng tượng hoặc tưởng bở không chừng. Thế nhưng mà trên đời này không có gì là không thể.